mừng cả nhà đã trở lại với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ukraine tuyên bố sẽ đối đầu Nga ở Biển Đen. Ông Zelensky nói Ukraine sẽ đối đầu Nga ở Biển Đen để đảm bảo nước này không bị phong tỏa đường biển và có thể xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu Nga tiếp tục kiểm soát Biển Đen bên ngoài lãnh hải của họ, phong tỏa hoặc nhắm bắn vào chúng tôi một lần nữa, phóng tên lửa vào cảng của chúng tôi, Ukraine sẽ làm tương tự. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong video trả lời phỏng vấn truyền thông Nam Mỹ đăng trên website văn phòng tổng thống ngày 8 tháng 8. Cuộc phỏng vấn được cho là diễn ra ngày 6 tháng 8. Theo ông Zelensky, đây là sự phòng vệ chính đáng đối với các cơ hội hay bất kỳ hành lang nào của Ukraine. Ông cảnh báo Ukraine không có nhiều tàu, nhưng Nga nên hiểu rõ rằng khi cuộc chiến kết thúc, họ sẽ không còn con tàu nào. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Căng thẳng tại Biển Đen leo thang sau vụ tập kích nhằm vào cầu Crimea và Nga tuyên bố rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen tháng trước. Lực lượng Nga sau đó mở nhiều đợt tập kích nhằm vào các thành phố cảng của Ukraine nhằm phá hủy xưởng chế tạo và kho chứa xuồng không người lái của đối phương. Chiến hạm Nga hoạt động trên Biển Đen gần đây thường xuyên bị xuồng tự sát tập kích. Bộ phòng Nga ngày 4 tháng 8 cáo buộc Ukraine triển khai xuồng tự sát tập kích quân cảng Novorossiysk, thêm rằng tàu chiến đã phá hủy toàn bộ nhóm xuồng. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine cho biết xuồng tự sát của nước này tấn công và làm tàu đổ bộ Olenosigoniad của Nga hư hại nghiêm trọng. Kế tiếp, ông Zelensky thừa nhận cuộc phản công không như kỳ vọng. Tổng thống Zelensky cho biết cuộc phản công của Ukraine không dễ dàng và có lẽ diễn ra chậm hơn so với mong đợi của một số người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra bình luận trong cuộc họp báo với các hãng truyền thông Mỹ Latin ngày 6 tháng 8, song được văn phòng của ông công bố ngày 8 tháng 8. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy rất khó khăn, đặc biệt khi bạn thiếu trang bị này hoặc trang bị kia. Tôi biết chúng tôi đang gặp khó khăn, song chắc rằng tình hình của quân Nga còn tệ hơn, ông Zelensky nói. Lãnh đạo Ukraine cho rằng trong khi người Ukraine cảm thấy mệt mỏi, quân Nga cũng cảm thấy sợ hãi. Ukraine liên tục gặp khó khăn trong nỗ lực chập phủng phòng tuyến nhiều lớp của Nga ở miền đông về miền nam. Tại những khu vực này, quân Nga đã cài hàng chục quả mìn và thiết kế mạng lưới chiến hào rộng lớn. Lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể, khiến các chỉ huy phải quyết định giữ lại một số đơn vị để củng cố lực lượng và giảm thương vong. Nga có nhiều lớp phòng thủ và lực lượng Ukraine chưa thực sự chập thủng lớp đầu tiên, một nhà ngoại giao phương Tây nói. Nếu tiếp tục tấn công, song công có thể tạo ra nhiều đột phá hơn trong 7-8 tuần tới, lực lượng của họ có thể bị cạn kiệt, bởi vì điều kiện quá khó khăn. Một quan chức cấp cao Mỹ cũng thừa nhận những khó khăn mà lực lượng Ukraine phải đối mặt, dù vẫn hy vọng về những bước tiến mới. Tất cả chúng tôi đều nhận ra cuộc phản công diễn ra đầy khó khăn và chậm chạp hơn kỳ vọng, kể cả của chính người Ukraine. Tuy nhiên, tôi vẫn tin họ còn thời gian và cơ hội để đạt được những bước tiến, quan chức này nói. Nhiều quan chức cho biết mùa thu đang đến gần sẽ khiến lực lượng Ukraine khó tiến công bởi điều kiện giao tranh dự kiến trở nên tồi tệ hơn. Tin tiếp theo, Nga sắp trưng bày vũ khí siêu vượt âm Avangard. Nga sẽ lần đầu trưng bày hệ thống Avangard và tổ hợp ICBM ra tại triển lãm quốc phòng ở ngoại ô Moscow từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8. Công chúng sẽ lần đầu được tận mắt chứng kiến đầu đạn và tầng trên của tổ hợp tên lửa xuyên lục địa Avangard tại triển lãm quốc phòng Army năm 2023. Chúng tôi đặt trên xe vận chuyển kim nạp đạn. Chắc chắn đây sẽ là tâm điểm tại khu trưng bày tỉnh, tướng Sergei Karenkaev, tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết hôm nay. Tướng Karenkaev thêm rằng xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM RS-24 gia cũng sẽ lần đầu được trưng bày tại sự kiện. Hàng loạt vũ khí và trang bị đặc biệt của lực lượng tên lửa chiến lược sẽ xuất hiện ở khu vực trưng bày. Quyết định triển khai được đưa ra sau hàng loạt đề nghị của khách tham quan và các cựu binh. Cuộc triển lãm sẽ trở thành biểu tượng của quá trình tái trang bị cho các đơn vị cơ động thuộc lực lượng tên lửa chiến lược, ông nói. Triển lãm kỹ thuật quân sự Army 2023 được tổ chức tại công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 8. Sự kiện diễn ra thường niên,
là nơi trưng bày những khí tài hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga, cũng như các vũ khí đang được nước này phát triển. Tổ hợp Avangard gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N UTTKH gắn đầu đạn lướt siêu vượt âm, được Nga đưa vào biên chế từ cuối năm 2019. Ít nhất hai trung đoàn Avangard đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tất cả đều đóng quân ở tỉnh Orenburg. Nga hiện có 30 hàng phóng chứa tên lửa UR-100N UTTKH và chúng sẽ là phương tiện phóng Avangard cho đến khi được thay thế bởi tên lửa RS-28 Samas. Quân đội Nga thử nghiệm Avangard vào tháng 12 năm 2018. Đầu đạn đạt tốc độ khoảng 33.000 km/h, gấp 27 lần âm thanh và đánh trúng mục tiêu cách vị trí phóng 6.000 km. Tổng thống Vladimir Putin nói Avangard nằm trong loạt siêu vũ khí được phát triển để đảm bảo quân đội Nga đủ mạnh nhằm đối đầu với chiến lược tấn công phủ đầu từ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột. Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 6.000 đến 12.000 km/h, có khả năng cơ động trong khi bay để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương. Bản tin thứ tư, chiến thuật xuồng tự sát của Ukraine khiến Nga bất ngờ. Ukraine áp dụng chiến thuật xuồng tự sát tấn công tàu Nga trên biển Đen, trong khi Moscow chưa chuẩn bị các biện pháp đối phó hiệu quả. Kiev sẽ không khoanh tay ngồi yên khi Moscow phong tỏa các cảng ở biển Đen, cũng như phá hủy những hầm chứa ngũ cốc của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zhenikov nói với phóng viên Trudy Rubin của Philadelphia Inquirer hồi tháng trước, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen và tăng cường tập kích hạ tầng cảng biển Ukraine: "Nếu họ đe dọa tàu của chúng tôi hay của bạn bè chúng tôi sẽ làm điều y họ để đáp lại", ông tuyên bố. Hôm 4 tháng 8, Kiev tuyên bố sử dụng xuồng không người lái tự sát USV để tấn công và gây hư hại một chiến hạm Nga bên ngoài căn cứ hải quân chủ chốt Novorossiysk của Moscow trên biển Đen. Đây là lần đầu tiên USV Ukraine làm được điều này. Không lâu sau, cơ quan hàng hải và thủy văn Ukraine phát đi cảnh báo rằng 6 cảng Nga tại biển Đen gồm Anapa, Novorossiysk, Genizik, Tuatse, Suchi và Taman đều nằm trong khu vực rủi ro chiến sự, động thái nhằm phản ứng trước lời đe dọa từ Nga đối với các tàu nước ngoài chở ngũ cốc Ukraine. "Chúng tôi đã có kinh nghiệm đối phó với tàu Moskva", Zhenikov cho hay, đề nghị đến sói hạm Nga bị chìm vào tháng 4 năm 2022, được cho là do trúng tên lửa diệt hạm Nessin của Ukraine. "Chúng tôi hoàn toàn có khả năng viết tiếp câu chuyện đó. Ukraine gần đây tiếp nhận nhiều loại khí tài mới của phương Tây như thiết giáp Bradley, xe tăng Leopard hay tên lửa Storm Shadow. Nhưng thực tế cho thấy USV mới là vũ khí khiến quân đội Nga bất ngờ. Những USV này do đội ngũ kỹ sư công nghệ Ukraine tự nghiên cứu, phát triển trong dự án hợp tác với quân đội, nhằm cho ra đời những phương tiện điều khiển từ xa có thể mang theo khói thuốc nổ mạnh tấn công mục tiêu khoảng cách xa trên biển. Hôm 5 tháng 8, Ukraine thông báo tiếp tục điều USV tấn công một tàu chở dầu Nga ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Crimea. Bộ trưởng Zhenikov tuyên bố sẽ đáp trả việc Nga phá hủy ngành xuất khẩu nông sản Ukraine bằng cách nhắm vào các chiến tàu chở dầu và những mặt hàng xuất khẩu khác của Nga qua biển Đen. "Giá bảo hiểm cho những con tàu đi vào các cảng của Nga qua biển Đen sẽ tăng lên", ông nói. Theo giới chuyên gia, việc sáng tạo ra những chiến thuật tấn công mới như sử dụng USV cũng là cách Ukraine tự sai sở khi dòng vũ khí viện trợ từ phương Tây vẫn trì trệ. Samuel Bennett, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải Mỹ, nhận định USV sẽ là vũ khí giá rẻ, hiệu quả cao mà Ukraine có thể tận dụng để tung ra các đòn tấn công tầm xa vào sâu trong phòng tuyến Nga, trong đó có cầu Crimea là mục tiêu hàng đầu. Nếu quyết tâm và khả năng công nghệ của Ukraine có thể kết hợp với các hệ thống vũ khí quan trọng được chuyển giao nhanh chóng từ Mỹ, hy vọng của Zhenikov có thể không phải một giấc mơ, Rubin nhận định. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay, thú vị và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Vậy để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Người Trung Quốc mua dung đất làm gì? Nhiều người Trung Quốc mua dung đất để dùng làm thuốc đông y chữa bệnh tim mạch, khiến nạn săn bắt, kích điện loài vật này ngày càng nghiêm trọng. Nạn kích điện dung đất rộ lên khoảng một tháng gần đây tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang,
những người săn bắt dùng máy kích gầm hai que nhọn nối với bình ắc quy hoặc pin công suất lớn để cắm xuống đất, khiến toàn bộ dung trong khoảng 1 mét vuông sẽ chui lên. Dung bắt về được loại bỏ nội tạng, sấy khô và bán cho những đầu mối đưa qua Trung Quốc với giá khoảng 600.000 đồng 1 kg. Tại Trung Quốc, dung đất được gọi là địa long, rồng đất và đã được coi là nguyên liệu trong y học cổ truyền gần 2.000 năm qua. Dược điển Trung Quốc cho rằng dung đất có công dụng thanh nhiệt, trấn an, nhận phế, lợi tiểu. Nạn kích điện săn dung đất cũng bùng phát gần đây tại một số địa phương của Trung Quốc để bán cho các cơ sở chế biến thuốc bắc, theo phóng sự hồi tháng 7 năm 2022 của Xinhua. Những người kích điện cho hay, ngày càng nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não ở Trung Quốc cần sử dụng dung đất làm thuốc. Nhu cầu tăng cao khiến hàng trăm nghìn tấn dung đất bị săn bắt bằng phương pháp kích điện ở nước này. Người săn dung sử dụng máy địa long gồm ắc quy nối hai que nhọn, tương tự ở Việt Nam. Lưu Liên Tâm, nông dân ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm bắt dung, cho hay nạn kích dung thường nổ rộ vào mùa xuân, lúc dung đất chui ra ngoài. Những lúc đó, âm thanh của máy địa long vang lên khắp ruộng lúa, cánh đồng rau, công viên, bờ sông, thậm chí trong rừng. Nhiều người đứng xem công nghệ bắt dung hiện đại cho hay tê cả chân vì điện. Vào mùa hè nắng nóng, ít mưa, dung chui sâu hơn dưới đất, nhưng vẫn có những nhóm người mang máy địa long đi kích dung. Họ từng hoạt động vào ban đêm, mang theo đèn, xô, đi ủng. Một người bạn của Lưu Liên Tâm than thở với bà, gần đây tìm khắp vùng quanh nhà không thấy dung. Người bắt dung không chỉ xuất hiện ở Hà Nam, mà còn ở Túc Châu thuộc tỉnh An Huy, Từ Châu thuộc Giang Tô, vùng rừng núi giữa tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, rừng nguyên sinh ở Quý Châu, Vân Nam, rừng cao su ở Hải Nam. Người dùng máy địa long có thể bắt hàng nghìn cân dung tươi mỗi ngày, rồi làm sạch nội tạng, phơi khô. Cứ 10 cân tươi được 1 cân khô, với giá bán khoảng 180-240 tệ, tương đương 25-33 USD, tùy chủng loại và chất lượng. Nếu có ngày chính phủ cấm dùng kích điện săn bắt dung, tôi sẽ lập tức dừng lại, Vạn Tiền nói. Phải tìm đường đi khác, bởi dung đất là sản phẩm đang khan hiếm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả gần xa như trong và ngoài nước luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.